Theo một đồng thuận mới nhất của 19 chuyên gia khu vực châu Á vừa được công bố trên Journal of Thoracic Oncology, các nước châu Á đang chịu gánh nặng ung thư phổi lớn nhất thế giới, nhưng số ca tử vong do căn bệnh này có thể giảm xuống bằng cách tăng chẩn đoán sớm hơn thông qua việc tăng khả năng tiếp cận với sàng lọc và thay đổi cách thức tầm soát. Trong các khuyến nghị được đưa ra, các chuyên gia đề xuất khẩn cấp chuyển đổi từ chụp X quang ngực truyền thống sang một quy trình tiên tiến hơn được gọi là chụp cắt lớp vi tính CT liều thấp. Quy trình này sử dụng máy tính với tia X liều thấp để tạo ra một loạt các hình ảnh, từ đó có thể phát hiện các bất thường ở phổi, bao gồm cả các khối u. Ngày nay với kỹ thuật số, ảnh X quang kỹ thuật số, với áp dụng trí tuệ nhân tạo thì sau khi mà chụp xong là chúng ta có thể phân tích được hết sức nhanh chóng các cái tổn thương tại phổi trên, mặc dù trên phim X quang, nhưng cũng có thể phát hiện sơ bộ. Và nếu như có những cái tổn thương nghi ngờ trên X quang thì bệnh nhân cần phải chụp cắt lớp vi tính, và với cái liều tia xạ thấp, tức là cắt lớp vi tính liều thấp, để mà có thể phát hiện những cái tổn thương phổi từ giai đoạn sớm, và những cái nốt kích thước rất nhỏ cũng sẽ phát hiện được. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn theo dõi người bệnh, ví dụ như sau 1 năm thì cần phải chụp lại, hoặc sau 6 tháng phải chụp lại. Và nếu như lần chụp sau mà thấy kích thước thể tích của cái nốt mờ đó nó tăng lên thì lúc đó chúng ta cần phải áp dụng các cái biện pháp để mà có thể là can thiệp về chẩn đoán, thậm chí là phẫu thuật cắt cái tổn thương phổi đó đi, vừa xét nghiệm được cái mô bệnh học, bản chất của tổn thương, đồng thời là cũng giải quyết luôn tận gốc rễ cái tổn thương phổi đó, và bệnh nhân sẽ được phát hiện sớm, được điều trị triệt để và có một cái cuộc sống gần như người bình thường, và cái ung thư phổi đó đã được gọi như điều trị khỏi. Một nghiên cứu lâm sàng tại Hoa Kỳ với hơn 50.000 người tham gia đã cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư phổi giảm 20% ở nhóm những người được sàng lọc với CT liều thấp so với nhóm sử dụng phương pháp chụp X quang ngực truyền thống nhờ có thể phát hiện sớm ung thư phổi. Những thay đổi này sẽ có tác động đáng kể trong việc cải thiện sống còn cho người dân khu vực châu Á, vì cứ mỗi 5 trường hợp mắc ung thư phổi trên thế giới thì có 3 trường hợp thuộc khu vực châu Á, tương đương khoảng hơn 1,3 triệu bệnh nhân. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có hơn 180.000 ca ung thư mới mắc, trong đó có khoảng 26.000 ca là ung thư phổi. Tại Việt Nam, việc sàng lọc ung thư phổi bằng chụp CT phổi liều thấp đã được khuyến cáo trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ của Bộ Y tế từ năm 2018. Tuy nhiên, việc thực hành đến nay còn nhiều hạn chế. Khuyến nghị được đồng thuận của các chuyên gia khu vực châu Á một lần nữa thúc giục chúng ta phải hành động tích cực, khẩn trương hơn nữa, trong đó quan trọng nhất là cần áp dụng phương pháp sàng lọc với CT liều thấp như một công cụ sàng lọc chính. Mặc dù hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu, nhưng ung thư phổi ở những người không bao giờ hút thuốc lại chiếm một tỷ lệ đáng kể, đặc biệt ở phụ nữ châu Á. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi không hút thuốc ở châu Á cao hơn so với châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư phổi không hút thuốc ở châu Á có xu hướng được chẩn đoán mắc bệnh ở độ tuổi trẻ hơn so với những người đang hút thuốc và người đã từng hút thuốc. Do đó, các chuyên gia đồng thuận rằng cần hỗ trợ bệnh nhân có nguy cơ cao tiếp cận các quy trình sàng lọc bất kể tình trạng hút thuốc của họ bằng cách xem xét các yếu tố như di truyền và nhân khẩu học.